bạn ẩn gót ít đấy, các bạn ẩn gót ít chứ đừng có ẩn ra ngoài là nó ra đấy. Ôi có cái cây camera của em lại mà bật nó vì mic nó ghẻ đạt để nói được có chưa xa nói nhỏ nó nghe được. Rồi ok, vậy khi nào mà nói thì tắt camera, mà không nói thì bật camera nhé. Ok, in the last lesson we learn about what topic or what name of the lesson one or period one. Who knows? Raise your hand, please. What's the name of the last lesson? What's the name of last lesson? Raise your hand, please. What's the name of last lesson? Name of the last lesson. No. Không ai biết được câu trả lời câu hỏi của cô à? Name lesson. Name of the last lesson. Name of the lesson one. Name of the lesson one. No. Tên của bài học thứ nhất là gì? Now raise your hand. Giáo phong please. What's the name of the lesson one? The teacher. My hobby. Ah, my hobbies. Okay. And Phong, now you answer my question, some question, please. How are you now? I'm fine, thank you. And you? I'm quite tired because this day I did the gardening. I prepared something to grow flower for Tate holiday. Do you understand? Okay. No, and Phong, what's the weather like today? It is rainy. Is it rainy? Do you like rainy weather? Yes or no? No. I like rainy weather because it's very cool. It's very cool. Did you play sport today? No, I didn't. What did you do today? I reading book. Oh, okay, good. Good job. You read book. And did you watch TV? Yes or no? No. Did you use the internet? Yes or no? Yes. I did. Did you come in your Facebook? Yes or no? No, I didn't. Did you learn on Easy Class? Yes or no? Yes. Okay, good job. And what is your hobby? What is your hobby? My hobby is making model. Making model. Okay, excellent. And when did you start your hobby? When did you start your hobby? Last week. Last week, okay. Who do you share it with? Cô hơi like đi cô. Okay. Now, when did you start your hobby? When did you start your hobby? I started it. Last year or in? Last week. Last week, okay. Now, who do you share your hobby with? Your mother, your father, your parent, or your teacher, or your friend? I share it with brother. Okay. How often do you make your model? Always, usually, sometime, or seldom? Never. Never. Okay. You only like, but you never make your model. Okay. And how do you feel about your hobby?
I feel interesting, exciting, funny, good, helpful. Exciting. I feel exciting. Oh, exciting. Okay. Will you continue your hobby in the future? Yes or no? Yes. Okay. And what model will you want to make? Will you want to make? Lego. Oh, Lego. Okay. Okay. Thank you. And best wish for you. Try your best to make your dream come to real. Okay. Thank you. Good job, Tom. Okay. Yeah. Now, other. Who and who can make the dialogue about your hobby based on this this form? Hai bạn có thể đặt câu hỏi làm bài hội thoại, hỏi và trả lời về sở thích của bạn nào. Mời một bạn giơ tay có thể đặt được câu hỏi nào và một bạn trả lời. Tức là Đăng Bảo Trâm đã giơ tay để trả lời rồi đúng không? Vậy bây giờ mời một bạn đặt câu hỏi. Bảo Trâm trả lời. Mời bạn Sang Phải. Sang number 5. Sang my question. Sang đặt đi bên đây nói tôi biết gì. Good evening, nice to meet you too. What is your favorite hobby? I like badminton. When did you start your hobby? Chắc ít sáng đọc có một tí. I started it 5 years ago. Who do you share it with? I share it with her sister. How often do you play badminton? I play badminton in I play badminton in morning every day. How do you feel about your hobby? I feel interested. Interesting. Okay, good job. Will you continue your hobby in the future? Yes, I will. Okay, good job, Chang and Bảo Trâm. Excellent. Your dialogue is correct and natural. Now, who can answer, please? Ai có thể đặt trả lời mai nào? Ai đọc nhân vật B nào? Who can play the role of B? Is B. Kim Tú is A. Kim Tú hỏi, Mai Nhi trả lời. Good evening, nice to meet you. Good evening, nice to meet you too. What is your favorite hobby? I like cycling. When did you start your hobby? I started it in ago, 2 years ago. Okay. Ủa? Kim Tú có mấy nhiêu? Kim Tú chưa xé. Kim Tú đặt câu hỏi tiếp nữa. Đã xong đâu. Who do you share it with? I share it with my sister. How often? Kim Tú continue. Kim Tú tiếp tục nữa, vẫn đang con mà em. Có vấn đề gì đâu em?
Nhưng mà em có người gọi nó nói nó nghe được có à, rồi ok. Mời bạn Đức Anh đặt tiếp câu hỏi từ chỗ học. Mời bạn Văn Mạnh nào. Văn Mạnh đặt câu hỏi từ chỗ học. How do you feel it? Chưa bắt nhịp được à? Bạn nào có thể đặt tiếp để bên máy Nhi trả lời việc đầy đủ nữa. Raise your hand. Đức Anh à? Mời bạn Huyền Trang hỏi tiếp nào. How often do you cycling? I cycling in every week. Will you continue your hobby in the future? Yes. Okay. Có cái câu hỏi này này. How often do you cycling? Có bao giờ đủ díu lại cộng với động từ thế mình đâu? Nên là how often do you cycle? Yeah. Mình mãi nhí nghe mình sáng hỏi như thế cũng trả lời là I often cycling in every. Không có in every đó. Nên là nay phải trả lời là I often cycle every day chẳng hạn như thế chứ không có ý nhé. Now who can answer? Huyền Trang can answer, can you? Huyền Trang có thể trả lời câu hỏi được không? Đồng nhân vật B được không? Yes. Okay. Mời một bạn đặt câu hỏi nào. Mời bạn đặt câu hỏi giơ tay đặt câu hỏi nữa. Phương Vi make question and Huyền Trang answer. Good evening, nice to meet you. Good evening, nice to meet you too. What is your favorite topic? I like collecting comic books. When did you start the hobby? I started it in 2020. Who do you share it with? I share it with my brother. How often do you? Do you collect? I feel fantastic. No. How often? Bạn có thường chuyên siêu tâm về đó không? Xin phải trả lời nào. I often every day. I collect every day. Continue. How do you feel about your hobby? Yes. I feel. I feel fantastic. Fantastic. Okay. Will you continue your hobby in the future? Yes, I will. Okay, good job. At home you prepare the lesson carefully and you understood what I taught you in the last lesson. So qua cái bài hội thoại giữa các bạn, cái sự chuẩn bị bài của các bạn ở nhà thì cô đánh giá rằng là các bạn đã rất rất hiểu bài không trừ của cô. Các bạn đã làm hầu như những bài mà cô gọi lên để trao đổi hội thoại thì các bạn đã hỏi đã rất là trôi chảy và đã hiểu bài để làm. Tuy nhiên có một vài từ thì cô đã chỉnh sửa cho các bạn rồi. Bây giờ cô sẽ tiếp tục mở cái phần live worksheet để xem cái bài của các bạn trong đó nhé. Bài tập về nhà trong đó. Có cái bài số mấy nhỉ? Số 1, số 2 là hình như hai bài đó là cô cho các bạn thử máy phải không? Dạ, bài số 1, số 2 của cháu có nói là kia anh sợ gì đó vô mà nó không có.
Rồi, cái bài số 1 và số 2 là hình như hai cái bài để chúng ta thử nghiệm về lái workshop đầu tiên đúng không? Thử của. À. À rồi, chỉ có bài số 3 và số 4 là bài cô giáo bài tập về nhà của 6 buổi hôm trước đúng không các bạn? Số 5 nữa cơ. 5 nữa. Mẫu có. Ừ, nói đi. Đang em. What? Cái đợt mẫu đó có nói thử mãi là mấy cái bài trước đó khoảng mấy bài gì mà có. À rồi, con cả 4 bài này là bài tập hôm trước cô giáo phải không? À bài ba bài nữa con. Bài bài cho làm mẫu làm cái bài trước nó có cho làm nữa. Rồi, bài 1 là tá lăng tài lợp, bá ba giá về nhà. Hôm trước ta học về tu bí, học về thi hiện tại đơn và học thề về thi tương lai đơn, đúng không? Rồi, cô làm, cô sẽ chữa một bài đầu tiên để chúng ta xem vào đó thôi. Còn các bài sau thì chúng ta sẽ dựa vào đó mà biết được đúng sai của mình. Thứ nhất đó là về tu bí. Tu bí ở đây có hai dạng. Thứ nhất là có hai thì. Thứ nhất đó là thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn. Mà hôm trước cô đã ôn lại các bạn rồi, hiện tại đơn thì có ba dạng am, is, are. Còn quá khứ đơn là was, were. Vậy today là hôm nay là ở hiện tại. Còn yesterday là hôm qua là ở quá khứ. Vậy ai mà cộng với to be thì chỉ có một dạng là am. Cathy số ít nên to be là is. We là luôn đi với are. Rồi cầm tù chú ý my friends có s ở đằng sau. My friends, những người bạn của tôi thì phải là to be là số nhiều là a. My cousin cái người họ hàng của tôi số ít nên to be là is, đúng rồi. Jack and I là chủ ngữ số nhiều nên to be là a. Còn it bạn nhìn nhầm tưởng là ai nên điền em it, đấy là it mà. Thế rồi ôi, có nói đúng không? Dạ, bài 1 về bài 2 là vừa cậu nói là có cái sơn gì đó vô mán chứ bài 1 về bài 2 cháu nó mán được có ạ. À rồi, ok. Kiểu... Được rồi, ai làm được rồi, bây giờ ta chú ý đoạn này. Rồi, cô hiểu rồi, bài 1 bài 2 là anh cuộc sơn làm, con đến bài 3 bài 4 thì mới đến cầm tục làm đúng không? Rồi, còn lại dạ. Ta chú ý luôn. Rồi, ít thì đoạn này là phải is, my don số nhiều thì là a. Ai thì luôn đi với em. You không bao giờ có is đó. You are. Your bike ở dạng số ít nên là is. The windows có s số nhiều nên là are. Our neighbors ở dạng số nhiều nên to be là are. My sister and I số nhiều nên are. Yeah thì ở đây không phải nhìn vào đằng sau. A glove ở dạng số ít nên to be là is. Bedroom số ít nên to be là is. Từ em chỉ đi với ai thôi. This true số nhiều nên to be là a, đó là ở hiện tại. Còn ở quá khứ to be là was hoặc là were, trong đó was là số ít, còn were là số nhiều, hiểu như vậy là được. Vậy ai là số ít nên to be sẽ là was. Cathy số ít nên to be là was. We số nhiều to be là were. My friends có s to be số nhiều nên là were. My cousin là ở dạng chủ ngữ ở dạng số ít nên là was. Jack and I số nhiều to be là were. It là chủ ngữ số ít nên to be là was. My don't có s số nhiều nên to be là were. I thì là số ít tôi nên luôn là was. You số nhiều luôn là were. Our bike ở dạng số ít to be là was. Windows ở dạng số nhiều to be là were. Neighbors có s số nhiều nên to be là were. Sister and I, my sister and I số nhiều nên to be là were. Rồi, yeah, a poster là số ít nên là to be là was. Rồi, my bedroom, chủ ngữ ở dạng số ít nên to be là was. These shoes có s là dạng số nhiều nên to be là were. À. Vậy từ đó chúng ta sẽ đối chiếu với cả lớp. Xem những bạn nào nào. Bài thứ 2, Bảo Tâm 8,8 điểm. Vậy là vẫn đang còn các cái lỗi sai, đúng không? Vẫn đang còn các lỗi sai trong đó. Đấy, ví dụ ai mà vẫn dùng were. Rồi là shoes, số nhiều vẫn dùng was. Và shoes bên này mà vẫn dùng is là sai. Rồi. Rồi, Bảo Trâm. Huyền Trang. À, Huyền Trang thì cái bài đó không điểm chắc là bị lỗi rồi đúng không em? Đức Anh 7,1. Vậy là Cathy ở dạng số ít mà vẫn điền A. My friend thêm S mà vẫn điền is.
Đức Anh ấy, có chưa như vậy em có hiểu được không Đức Anh? Nghe hiểu á. À rồi, bây giờ nếu như like là em vẫn hiểu để làm like được đúng không? Dạ. Rồi, nhớ cho cô này, to be ở hiện tại mà mà là em hoặc là is thì ở quá khứ là một ở dạng số ít là was. To be ở dạng ở hiện tại là are thì đưa về quá khứ là were. Dạ. Em bị lỗi sai của mình. Dạ. Ở đây. Rồi Đức Anh. Đấy. Bị lộn giữa số nhiều số ít. Rồi, bây giờ câu hỏi cả lớp. Những bạn nào đã hiểu sau khi cô chừa về to be đã hiểu cách nếu cho làm lại sẽ làm lại được tất cả các bài trong đó giơ tay lên. Phần nút giơ tay lên cho cô. Thật sự nhá, con ai chưa hiểu là không không giơ tay phát biểu ý kiến luôn để cô giảng cho luôn nhá. Chứ không đến lúc nó không làm được cô đấy. Vì phần to be không phải là phần quá khó nhưng mà không hiểu là nó luôn để cô giảng. Rồi, 13 bạn giơ tay rồi. Vậy có 3 bạn không hiểu thì 2 bạn không hiểu có thể phương ví vậy á. 17 rồi, bạn Phương Vy về bảo trấm thế nào? Phương Vy ơi, em cái này quên châu bậm bố. À rồi, nhưng mà em đã hiểu chưa? Được rồi. À rồi, bảo trấm ấy, em có hiểu không? Bảo trấm đâu đấy? Chắc là bên máy bảo trấm cũng bị lỗi gì. Cái này thì chắc là phải hiểu thôi. Bởi vì phần này không phải là phần khó của các bạn đúng không? Nhưng mà chúng ta làm vẫn bị lỗi, vẫn bị sai. Rồi, bài số tiếp theo Nguyễn Hữu Gia Phong 10 điểm tuyệt đối. Vậy là đã rất hiểu. Nguyễn Hữu Sáng đã hiểu tại sao mình sai chứ? Hả? Ai mới vẫn dùng word này, tên dùng Nguyễn Hữu Sáng. Có hỏi đấy. Tại sao ở trên dùng word mà ở dưới em mình cho ai dùng word là rắc? Em điên lồn quá. À rồi, rồi, rồi điên lồn mà không để ý. Rồi, câu 17 thì có phải là lồn không? Em không hiểu là shoes là số nhiêu đúng không? Kể cả hiện tại và quá khứ em đều bị nhầm cả, đúng không ạ? Số ở đó thêm mẹ, nó đôi dây. À, rồi. Nguyễn Lê Phương Vy, Nguyễn Phương Vy có check lại nào. Đây, you, you không bao giờ đi với was Phương Vy nhá. You, you không bao giờ đi với is, you are và you were. Rồi, do bedroom sủi thì phải was. Chỗ gió su thì bạn quên điền. Chỗ nợ em đến ăn cái đến sáng, cái tay đến ở cái đứng rưỡi thì quên luôn có. Rồi, ok. Cửa bàn... Huyền Sang. Bạn Huyền Sang su ở đấy cũng bị nhầm từ shoes. Từ shoes đôi giày. Shoes ở dạng số nhiêu các bạn bị nhầm cái giày là tưởng nó chiếc giày. Chú ý tới thanh chiếc giày mà trước đúng không? Rồi Khánh Linh. Khánh Linh. À, ái này dùng quá, có mấy lần dùng quá à. Khánh Linh đều hiểu như vậy á là Trung Quốc. Nhớ cho cô này, ở hiện tại mà là em và is thì quá khứ là was. Còn ở hiện tại là are thì quá khứ là were. Khánh Linh hiểu đoạn này chưa? Dạ rồi cậu ạ. Cái tài mân rắn mà cái số 11 em thì dùng á cho được. Từ bike có s đâu mà số nhiêu em, đúng không? Đó. Yeah. Em hiểu đó số nhiêu nên đưa về quá khứ em để số nhiêu nè. Rồi là câu 17 cũng nhâm như các bạn. Đó. Nguyễn Thị Mai Nhi đã hiểu tuyệt đối. Thảo Vy. Thảo Vy cũng nhâm ở từ bike. Tưởng là từ díu vì từ gió ở đấy không liên quan gì hết. Nó liên quan đến danh từ ở đằng sau. Chân từ gió này chẳng ảnh hưởng gì cả. Bình thường người nghỉ díu á được lần và nên gió á không phải đâu. Có hiểu ý là các bạn nó như vậy. Mà phải dựa vào cái từ bike, dựa vào danh từ được 6 ấy. Tiễn Dụng rất là giỏi. Tuyệt đối 10 điểm.
Thôi cô Bạch Mạnh. Cô Bạch Mạnh lá nhầm ở cái chỗ global. A globe và poster. Mình rằng mà dùng giá á ở đấy được cái globe, a poster, số ít đúng không? Đúng không? Nếu phải là dạng số ít. Chú biết là dạng số ít là is và was. Rồi, của bạn Mai Linh. Của bạn Mai Linh. Rồi, friends số nhiều nên là A. Don số nhiều là A. Your bike số ít nên nó phải dùng is. Rồi, đưa về quá khứ. Friend, đấy, vì nhầm ở hiện tại đến. Chỗ nào nhầm ở hiện tại là quá khứ cũng sẽ bị nhầm. Mai Linh đã hiểu đoạn này chưa em? Dạ rồi, có ạ. À, rồi, ok. Rồi, hết rồi, đúng không? Rồi, bây giờ sáng bài thứ 3. Bây giờ sáng bài thứ 3. Bài này đó là thì tương lai đơn. Ở câu số 1, cầm tủ không đưa từ bi ra là sai thôi. Phải they will be. Động từ đông mặc là phải đưa ra. Chọn liên hiệu quá. Cái gì em? Chọn liên hiệu quá. Ừ, đừng nói, liên hiệu thì nó sai. Bởi vì họ bảo chia to be mà, nên to be phải đưa ra nhá. They will be. Cái này dễ thôi, đúng không? Will. When will I see? Will you have? When will I see? His parents will not. Câu số 5 cầm tủ của biệt lý do tay đắng mấy sáng. Dạ, chào sáng chính tả. Ờ, đúng rồi, sáng chính tả với đâu cấu nó phải viết khoa. Rồi, còn lại ổn thôi, đúng không? It will take, will this content, concert race, will not, đúng không? Bài này dễ, bài này thì dễ. Chỉ chậm cái đoạn là không biết lý do các bạn sai là như thế nào thôi. Đảm bảo tấm hiểu tuyệt đối và đúng tuyệt đối. Lê Huyền Trang đúng tuyệt đối. Đức Anh trả lời cho cô nữa. Đức Anh ấy. Lý do chi bài này em chỉ làm được. Ồ, em không hiểu, không hiểu nội dung đúng Đức Anh. Đức Anh ơi. Khi em đang làm em phát hiện sai mà nó em đi làm lại mà mạnh lâu quá. Ở đấy là will future, future simple ở trên rõ ràng future simple thì tương lai đến đúng không em? Dạ. Yeah. Em ở đấy ví dụ câu 1 em nhầm đưa về quá khứ này, câu 2 em đưa hiện tại này. Câu 3 quá khứ như vậy là khác. Nhưng ở đấy tất cả là ở tương lai đến, thể khẳng định, thể nghĩ ngợi. Câu hỏi bây giờ đây em mở lại cái bài này. Em làm lại và mở cho cô chứ, gửi vào Zalo riêng để cô chữa bài nhé. Dạ. À rồi. Vì không có thời gian để chữa tất cả đến nay đâu. Nguyệt nhiều chắc. Câu 1 cùng quên đưa bi ra. Câu 2 là câu 2 từ cơ lấu viết bi. À, câu 9 viết từ cơ lấu bi sai chính tả. Thì chúng ta làm đến mạnh là cái chính tả là cái từ điểm ngay và luôn. Cô ơi cô. Từ nói đi em. À, em ông mẹ của em bảo điểm là hắn bảo chị mà nắng cứ lên mẹ của cô là hắn cứ trừ mật khống phải mấy rồi cô. Bữa mấy bữa em chị điểm hắn đồng tư khống phải nắm luôn. À rồi, nó đi trượt đường nó rơi rớt một tí đấy nhá. Có lẽ là điểm gần đụng em ạ. Có lẽ điểm gần băng. Nhưng mà bên mẹ em hiện tại vẫn là chị điểm à? Dạ. Yeah. Rồi. Nguyễn Hữu Sáng 10 điểm, tức là làm đúng tròn vẹn. Phương Vy 9,3 điểm. Để xem nào. Của Phương Vy cô nắm sai chính tả, đúng không? Sai chính tả. Đó, con à, cô nắm sai chính tả con là đúng hết, tức là đã hiểu bài. Chỉ có là cái tôi là sai chính tả thôi. Rồi Huyên Sáng đúng cạnh Linh ấy. Lý do chứ không điểm em. Bị lôi à? Khánh Linh. Dạ có ạ. Ừ, em vừa rồi đã làm chụp mai cho cô chưa? Dạ chị có. À, rồi rồi bây giờ em về làm trong vở để chụp gửi trong Zalo để cô chậm riêng nhá. Dạ em khi đã gửi cho cô rồi cậu ạ. À gửi cho cô rồi, cô đã chậm đúng cả rồi đúng không? Dạ. Rồi ok, rồi được. Rồi Nguyễn Mai Nhi. Mai Nhi đây, Will này viết sai chính tả, đúng không? Viết sai chính tả.
Con nữa là hiểu bài rồi. Sai chính tả vậy là nó trừ điểm ngay rồi bạn ạ. Hoang lính biệt lý do chí mà má phải báo điểm cho xem nào. À, hoang lính cùng rộng với trường hợp của bạn à. Bạn ơi, Đức Ánh nha. Hoang lính ấy. Hoang lính. Dạ có. Ừ, dạ. Em đã hiểu bài chưa? Hiểu đề đã chưa? Dạ rồi, em thấy nó kiểu hơi khó dịch tỷ. À, future simple tense, future simple tense trong bài. Bây giờ em tí nữa xong rồi hoặc khi nào rảnh trước mà nắng chụp trước cho cô trước cái ngày cuối ngày lịch buổi thứ hai thứ ba nhé. Vậy mở online cho cô nhé. Ok. Ở tất cả hôm nay là thi tiếng Anh đơn để nói kiểu cách để làm đấy. Rồi bây giờ ta sang bài thứ tư. Bài thứ tư. Mới được có bài em mới được có. Bài của Lê Khạnh nha. À. Lê Khạnh là do người ở sáng ra phân riêng tí nữa. Lê Khạnh là do em bừa bị lời em bảo có gửi sáng phân riêng. Thứ tiếp bài tiếp theo là thi hiện tại đơn. Ở đây câu 1 này, Bob là danh là chủ ngữ số ít, nó thuộc nhóm chủ ngữ 2. Mà nhóm chủ ngữ 2 ở thể khẳng định là động từ phải chia nên phải là drink, phải thêm s. Yeah. Câu số 8. I nó người điên đỡ dân được này. Cầm tụ nói cho cô nó ta sẽ em điên đỡ sai không? Ừ, cháu nhớ sai cái trục quá. Ừ. Thế nên có tạm ái thì bao giờ lý được đỡ dân đâu. Ái thì ai đốn chứ. I, we, you, they danh từ số nhiều. Đó là nhỏ mẹt một. Khi nào cũng đi vỡ trợ động từ do và còn động từ thì động từ nguyên thể. Còn he, she, it danh từ số ít thuộc nhỏ mẹt 2. Nó khi nào cũng cộng với động từ phải chia. Còn trợ động từ là does. Rồi còn lại là bạn đã làm đúng. Rồi bài số 2 Bảo Trâm. Bảo Trâm lý do chi mà bài này có 5,2 điểm. Cô xem nữa. Ồ. Giờ em thử cố là em. Giờ em thử cố là cái câu giữa em đọc nhầm đề của. Nhầm đề là em làm vội vàng quá có cái từ nấu. Ví dụ sáng cái câu 2 đấy. No he doesn't đúng không? No he doesn't mà nó mà hỏi được là. Ý rất tốt câu ấy được. Cô hiểu là em nhầm đề rồi. Em nhầm sáng thì hiện tại tiết diện rồi đúng không? Dạ. Ừ. Làm lại bài này cho cô. Hiểu đề nhầm đề. Mà rõ ràng từ present simple thì hiện tại đơn nữa rồi mà. Cô không thể ngạc nhiên nó không bị tài rắn mà sai. Họ đã là hiểu nhầm đề. Rồi. Huyền Trang rất tốt. 10 điểm. Đức Anh nào. Lý do chi 5,9 điểm nào. Đức Anh. Bật mic nào. Dạ. Yeah. Chí thuộc nhỏ mẹt mấy? Dạ. Yeah. Chí thuộc nhóm chủ ngữ mấy? Là chủ ngữ hai. Ờ, chủ ngữ hai thì đi về trợ động từ nào? Trợ động từ đuôi đó. Em chưa thuộc về thi hiện tại đơn lắm rồi được anh nữa. Rồi em đọc cho cô. Yeah. Câu hỏi có thông tin của thi hiện tại đơn không? Câu hỏi có thông tin của thi hiện tại đơn, không được nhìn vào vở. Rồi, bây giờ cô gọi một bạn khác. Mời bạn Sáng Five đọc cho cô câu hỏi và thông tin của thi hiện tại đơn. Từ câu là W question cộng cho đủ hoặc đỡ cộng cho S cộng cho và bé hoặc S. Là sai hỏng rồi. Đã có đủ hoặc đỡ rồi mà nó có đồng tư thế mẹ cái S. Đọc lại công thức. W S cái trên cộng cho đủ hoặc đỡ cộng cho S cộng cho vật nguyên thể. Rồi Đức Anh đọc lại cho cô công thức thi hiện tại đơn của câu hỏi có thông tin nào. Em nói là S cộng đủ hoặc đỡ cộng vật nguyên thể. Đây là câu hỏi có thông tin mà em. Từ để hỏi hay ta còn gọi là WH cộng do hoặc does cộng chủ ngữ
cộng đồng từ nguyên thể. Đã dạy rất nhiều phần đó, đã làm bài tập rồi Đức Anh ạ. À, em về nhà mở ra cho cô phần thi hiện tại đơn, chép lại cho cô được không Đức Anh? Hôm sau buổi vào đầu buổi hôm sau cô sẽ hỏi toàn bộ phần thi hiện tại đơn đối với Đức Anh, phần thi hiện tại đơn và về nhà làm lại bài này cho cô đó. Nếu hôm sau không thuộc là cô sẽ không duyệt học tiếp ở buổi sáu nữa con ạ. Được anh nhá. Bởi vì phần này phần dễ. Phần này phần dễ không phải phần khó. Nếu mà không chịu học cái tá đọc rồi thì học tiếp sẽ rất là khó khăn. Nên cố gắng lên. Rồi tiếp tục. Của bạn Hiểu Sang. Bạn Hiểu Sang. Hiểu Sang có biết lý do chí sai ra níu? Ừ, thứ nhất là đỡ dân là đừng có viết vẫn cho được viết thoát, nhưng mà đừng có viết hóa này. Thứ hai là có từ quát ra mà, có từ quát em phải đưa ra khỏi cấu trúc chứ. Rồi câu cuối cùng sang lý do mân chí mà em lại thêm gấu thêm mẹ em quên cơ hả? Quên cơ. Quên á, cậy nếu mà em quên nữa hả? Ai mà đi về gấu ed à? Em đọc lại cho cô. Nói cho cô thể khẳng định của thi hiện tại đơn nào. Đó là I will you dạy ra công cho cô đứng hỏi ta công thức thể khẳng định rồi đó. Công thức thể khẳng định của hiện tại đơn em ghé sát mic cho cô vậy. Công thức thể khẳng định của hiện tại đơn. Đó là S công và nguyên thầy S hoặc S. Đúng rồi. Khi nào thì động từ nguyên thể? Đó là khi S1 là I will you dạy. Đúng rồi. Khi nào động từ phải chia? She is. Khi có chung đó là she is. À, he she is với chị nữa. He she is với chị nữa. Công cho vợ bè hoặc S. Đúng rồi, nhưng mà phải kiểu đúng kiểu danh tư sở ít nữa. Rửa tay mà nắng em thuộc như vậy rồi mà lại để ái với tông về gấu e hẹt. Hả? Cái lúc nó làm vội quá. Ừ, nó làm vội mà cái sái nữa nó sái ngỡ ngẩn nhá. Con Thảo phải cẩn thận vào. Chứ không có sái kiểu như vậy đâu, sái như vậy là ngỡ ngẩn quá. Có những lôi sái ta chấp nhận được, nhưng có những lôi sái nó vỡ vẩn quá đi. Phương Vy. Ơ, bài của Phương Vy. Dạ, yeah, em quên mất bài trên có. À, rồi, bài trên quên làm. Từ những 6 điểm không thể lùi trái, quên làm bài trên chưa có điểm rồi. Chuyển sang Phương Vy. Rồi, Khánh Linh. Nó mệt lý do chỉ mà 3,7 điểm đây. Cô Khánh Linh cái bài thứ hai chưa làm mà em? Khánh Linh? Dạ. Yeah. Lý do chi rồi em? Có khi nào em làm rồi mà nặng hơn mặt rồi cậu ạ. À. Nộp lên này có thể không? Khi nào em làm rồi nộp lên được mấy điểm? Dạ yeah, khi nào em viết lên mà sau em ăn bài một. Rồi khi nào em hỏi lại cậu đỡ cậu có ai lại mà nặng dư hơn nó hiền lên đáp án của em ăn cậu ạ. À. Em nộp rồi là em phải check my answer, phải kiểm lại. Có cái đoạn mà nút giống như một cái kinh lúc ấy, em phải ấn vào đó check my answer để biết điểm của mình luôn nhé. Dạ. Yeah. Ở đây không bài không có điểm, nên là em về tiếp tục làm bài 2 vào trong vở chụp gửi riêng cho cô. Dạ. Yeah. Bài đó là lời tiếp tục. Mai Nhi. Có cô Mai Nhi 10 điểm ở đây, tốt rồi, không phải quá hay. Cô Mai Nhi được rồi, mơ điểm tốt rồi, không cần nữa. Hoàng Linh. Mạnh cũng mơ điểm tốt rồi. Hoàng Linh. Hoàng Linh bật mic nữa. Chú ý cho cô này. Chỗ parent là số gì nhiều hay ít đó Hoàng Linh? Số nhiều cậu. Số nhiều thuộc S1 hay S2 em? Số S1 cậu. S1, S1 còn đủ hay đỡ? Cơm đủ à, đúng em nhâm non nữa đúng không?
Rồi, yeah. Câu số câu 72. Bắt tay mất nắng mà em lên lên tự nhiên đi trả lời câu trả lời rồi em đọc cho cô nào. Em đọc cho cô công thức câu hỏi có thông tin. Tất cả hà tay xuống cho cô đi. Hà tay cái xuống. Em thưa cô, câu hỏi thật có thông tin là đáp liệu công do đủ hoặc đỡ, công do chủ ngữ, công do vật nguyên thể. Rồi, câu trả lời. Trả lời là chủ ngữ công về nguyên thể S hoặc E. Ừ, đúng rồi, rất tốt. Em nhầm. Có em nhầm. Em tưởng cái câu đó là câu thứ hai. À, đừng câu đó câu thứ hai. Nhưng mà già ví dụ đó là câu thứ hai đó cũng có con nót đâu mà câu thứ hai. Hay là em nghĩ là câu hỏi, không có hỏi làm được mà được. Nên cái nhầm nữa cũng nhầm ngỡ ngẩn nhá. Hiểu được bản chất đó, hiểu được cách đó, nhưng mà làm cuối cùng làm như vậy. Sai người ta không chấp nhận được, sai có những cái sai chấp nhận được những cái sai đó. Tuy nhiên khi cô hỏi là bạn đã rất hiểu cái cách thức của làm rồi. Hoàng Linh là cơ bản hiểu về thi hiện tại đơn rồi. Rồi, bây giờ của bạn Khạnh này. Bạn Khạnh. Của bạn Khạnh bài 1, à bài 1 10 điểm, bài 30 điểm, còn bài 2 9,3. Vậy câu 3, tài câu 3 của bạn Khạnh là bị sai trên cả, còn lại là ổn cả. Vậy là rất hiểu bài rồi. Ngày hôm nay là về phần bài cũ thì cô kiểm tra qua nhưng mà thấy chưa yên tâm nên cô soi vào từng bảng. Thì có một số bạn đã hiểu nhưng mà do khi kỹ thuật làm bài chưa được ổn lắm. Tháo tác với máy vi tính thì bị sai chính tả. Lần sau chúng ta cố gắng cẩn thận hơn khi làm bài. Hồi nữa học xong cô cũng sẽ ra bài tập trên đó nữa. Chúc mừng tất cả bạn. Còn một số bạn mà chưa được hiểu lắm, chưa được hiểu bài lắm thì các bạn cố gắng về nhà làm bài lại này. Rồi là nhìn vào trong vở năm ngoái của dạy để học lại cho nó chắc kiến thức. Chứ không lên lớp trên mà lớp dưới chưa học được là các bạn sẽ cứ hổng dài là sập kiến thức đấy, sập đổ ấy. Now today we learn unit 2, various 2, health. Our topic is health. Vietnamese, health, Vietnamese. Who can translate into Vietnamese? Health. Sức khỏe. À, sức khỏe. Okay, good job. Sức khỏe. Chủ đề hôm nay chúng ta học là sức khỏe. Now, write quickly. Chúng ta ghi vào vở nhanh. Nhanh phần đó. Who finished? Raise your hand, please. Ai xong thì giơ tay lên cho cô biết. Quickly. Only 6 finish. 7 finish. 9 finish. 10 finish. 11 finish. Quickly. Bảo Trâm, Đức Anh, Tiến Dũng, Phương Vi. Okay, we come to. Now I introduce with you some vocabulary about our topic healthy. Hôm nay có thể giới thiệu cho các bạn về các từ vựng chủ đề là health, sức khỏe. Now you look at just you watch this plate, you watch it. Picture. It is allergy. Close your mouth. Repeat up to me. Please. Tắt mic và nhắc lại theo cô nha. The second good. Now you look at the screen. This woman is getting fatter and fatter.
So we say put on weight, put on weight, put on weight, put on weight. And this girl has a problem with her face. There is a lot of support. And this boy has a matter with her stomachache. And the girl had the burn on the face. It means sunburn. This woman had a problem, the same to me. Sore throat. And her teeth had a problem. Toothache. And her head has problem. It is headache. She is coughing. I am coughing too. So he has a cough. And his nose has problem. It is runny nose. And these people had a different diet. So we say that vegetarian. Các bạn bên kia có nhìn thấy được cái từ cuối cùng không ạ? Không có. Điều chỉnh lên. Trẻ đó coi. Ok. And the last is young food. Đồ ăn nhanh. Three minutes for you to write down on your work. 3 phút để các bạn chép lại từ vựng vào vở. And why you write, you repeat after me. Trong khi các bạn ghi thì nhắc lại bài theo cô. Nhắc lại từ theo cô. Đọc lại từ theo cô. Allergy. Put on weight. Support. Stomachache. Sunburn. Sore throat. Toothache. Headache. Cough. Runny nose. Vegetarian. Young food. Young foot, vegetarian, runny nose, cough, headache, toothache, sore throat, sunburn, stomachache, support, put on weight, allergy. Who can read? Raise your hand, please. Allergy. Put on weight. Support. Ai đọc được thì giơ tay. Ai chưa đọc được thì hạ tay xuống nhé. Stomachache. Sunburn. Sore throat. Toothache. Headache. Cough. Runny nose. Vegetarian. Young foot. Okay, now Manny read plate. Allergy, put on weight, spot, stomachache, sunburn, sore throat,
toothache, headache, cough, stuffy nose, veterinarian, young foot. Okay, good job. Runny nose, runny nose, veterinarian, veterinarian. And when you before you reading, you should say dear teacher. Okay, you should say dear teacher, dear teacher. Now Lê Khánh, please. Em á, đây em thử cố là dear teacher. L là gì? L là gì? Dear teacher, dear teacher, dear teacher. L là gì? L là gì? Put on weight, put on weight. Thought, stomach, stomachache, sunburn, sore throat, toothache, headache, cough, runny nose. Giờ cái tới đứng dưới em mà châu được cố ạ. Vegetarian, young food. Okay, từ đó em chạy vào vợ. Now, stomachache, stomachache, stomachache. Okay, Lê Khánh, well done. Kiến Dung, please. Các bạn đọc được rồi thì chúng ta sơ tay nhé. Trung Phong để đọc. Allergy, put on weight, spot. Stomachache, sunburn, sore throat, toothache, headache, cough, runny nose, veteran, junk food. Okay, good job. There are three words you should read again. Allergy, allergy, sore throat, sore throat, cough, cough. Đấy, bạn sửa ba tư đó là được. Ok. Nào, Đức Anh, please. Dear teacher, allergy, put on weight, spot, stomachache, sunburn, short throat, take to check, headache, cough, runny nose, veterinarian, junk food. Ok, excellent, excellent. You should read the sunburn, sunburn, sunburn again. Now other, other. Thảo Vy, please. Dear teacher, allergy, put on weight, spot, stomachache, sunburn, sore throat, toothache, headache, headache, cough. Runny nose, vegetarian, junk food. Okay, good job. You should read three words again. The first is stomachache, stomachache, short throat, and vegetarian, vegetarian. Okay. Other. Huyền Sang. Dear teacher, allergy, put on weight, spots, stomachache, sunburn, sore throat, toothache, headache, cough, sunny nose, veterinarian, junk food. Okay, you should read the word runny nose, runny nose. Runny nose, not sunny, runny nose. Well done. And Sang Phai, please. Hola, dear teacher. Allergy, put on weight, spot, stomachache, sunburn, sore throat, toothache, headache, cough, runny nose. Vegetarian, young food. Okay, you should read the word put on weight, put on weight, put on weight again. And all the words are excellent. And bạn nào đọc rồi thì hạ tay xuống để cô gọi khỏi bị nhầm. Mai Nhi, please. Những bạn nào đọc được rồi thì mạnh dạn giơ tay lên.
Mai Nhi chưa đọc được à? Đọc rồi, cô. À, đọc rồi à? Hà Thái Xuống, đúng rồi. Nào, Huyền Trang, Huyền Trang. Dear teacher, allergy, put on way, spot, to market, sunburn, show throat, toothache, headache, cold, runny nose. Vegetarian, young food. Okay, quite good. And you should read this word again. Runny nose, runny nose. Stomachache, stomachache. Cough, cough, cough. Okay, the word is good. Now at home, you learn Bahat and write Bahat on the new word. You should pronounce correctly. Về nhà chúng ta viết thuộc và đọc thuộc từ mới. Những từ nào chúng ta đọc cho chuẩn thì mở Oxford Dictionary ra, ấn cái từ đó vào rồi nghe đọc và đọc lại. Hoặc bạn nào sử dụng Easy Class thì chúng ta vào phần chỗ từ vựng và chỗ cái đoạn là bảng chữ cái, ấn cái từ đó ra tìm, nếu có từ đó thì chúng ta nghe và đọc để cho khi nào lên sao xanh. And now you look at your screen and write down the words that I have taught in this dialogue, in this lesson. Bây giờ mời các bạn xem video xong và ghi lại, trong lúc xem chúng ta ghi lại những từ vựng mà các bạn được cô dạy ở trong buổi hôm nay, có trong video. Nhắc lại này, xem video và tìm ra những từ có trong video mà trong bài học của chúng ta có. Ok. Now listen. Nó đang bị lỗi các bạn ạ. Cô vào phần này. Okay, listen. English Sing Sing. Health problems. What's the matter? I have a cold. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a cough. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I cut myself. Cut. Cut. I hope you get better soon. What's the matter? I have a fever. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I got my arm broken. Get one's arm broken. Get one's arm broken. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a headache. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a runny nose. Runny nose. Runny nose. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a sore throat. Sore throat.
Sore throat. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a toothache. 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 Get some rest. I hope you get better soon. Review. Cold. Cough. Cut. Fever. Get one's arm broken. Headache. Runny nose. Sore throat. Stomach ache. Toothache. Now who know what the good in the video? Raise the hand, please. Now, who know the good in the video that in our lesson? Raise your hand. Thảo Vy, please. Now, what word? Dear teacher. Cold. Cough. Cough. And cough. Cut, cut. Em. Fever. Cô chỉ hỏi là từ nào có là những từ tìm những từ có trong bài học của chúng ta thôi. Còn những từ không có trong bài học không cần tìm ra. Ok. Cough. Yeah, em thưa cô. Dear teacher. Stomachache. Stomachache. Ok. Toothache. Toothache. Ok. Headache. A headache. Good job. Runny nose. Runny nose. And sore throat. Sore throat. Throat. Sore throat. Okay, good job. There are six words in your video. The first is cough. The second is headache. The third is runny nose. Your fourth is sore throat. And your fifth is stomachache. And the sixth is toothache. Good job. Có 6 từ trong bài học của chúng ta xuất hiện trong video và bạn Thảo Vy đã tìm ra được 6 từ đó. Ok, we come to number 2, not number 1. Ta sang phần 2 lớn. Vy 2 lớn cho cô nhé. Ask and answer about the health. Hỏi và trả lời câu hỏi về sức khỏe. Khi chúng ta thấy ai đó có vấn đề gì, nó biểu hiện ở trên nét mặt hoặc có trên cái hành động của người ta, thì mình sẽ quan tâm và hỏi đến cái vấn đề của người ta. Hỏi về hỏi thăm về sức khỏe thì ta hỏi câu là what is the matter with, cộng với tân ngữ. What is the matter with? Ví dụ bạn có vấn đề gì? What is the matter with you? Bạn có vấn đề gì vậy? Hoặc là what is wrong with, cộng với tân ngữ. Cũng nói nghĩa là bạn có vấn đề gì vậy? Hoặc ai đó có vấn đề gì vậy? Và câu trả lời sẽ là chủ ngữ cộng have hoặc là has cộng với căn bệnh. Và căn bệnh lúc nãy ta học rồi, đúng không? Vậy have, khi nào cộng have, khi nào cộng has, ai biết được nào? Giơ tay lên. Khi nào thì chủ ngữ cộng have, khi nào chủ ngữ cộng has? Mời bạn Tiến Dung đó. Dear teacher, em thử có là khí cộng hẹp là khí chủ ngữ là số nhiêu? Khí cộng hẹp là chủ ngữ là số ít. Rồi một ý kiến. Ai có ý kiến khác không? Mời bạn Giáo Phong nào. Yeah, em thử có là tả công hẹp khí chủ ngữ là S1. Ai giữ quý giấy?
Con công hẹt khí chủ ngữ là hẹt thái khí sĩ. Em muốn kiểu phân danh từ nữa em ạ. I, we, you, they và danh từ gì? À, danh từ số nhiêu? Rồi. Công hẹt. Khí sĩ danh từ số ít công hẹt. Chính xác đúng rồi. Mình dùng lúc này nói là số nhiêu số ít như vậy là chưa chính xác không? Nếu mà số ít từ ái rồi nhùng lè bây giờ từ ái đưa sang cái thái à? Đúng không? Ái là tối số ít rồi. Mà ở đây là cô đã chia cho các bạn rồi. Muốn cộng hết hay là has phụ thuộc vào chủ ngữ. Chủ ngữ cô chia thành hai nhóm. Nhóm hẹp một gồm có I, we, you, they, danh từ số nhiều. Thì cộng động từ nguyên thể hay cộng với has. Còn nhóm hẹp hai là he, she, it. Và danh từ số ít thì cộng với động từ phải chia. Đối với từ have chia là has. Đấy. Example. What's the matter with her? What's the matter with her? Who can answer? Who can answer? Raise your hand, please. Who can answer? What's the matter with her? What's the matter with her? Bảo Trâm, please. She had runny nose. I'm picking that. He has no runny nose. No runny nose. Mind you, please. She had short throat. She had a short throat. She had a short throat. She had a short throat. Okay. Now the second. The second. What's the matter with him? What's wrong with him? Khánh Linh, please. Dear teacher, she had a runny nose. He has a runny nose. He had a runny nose. What is the matter with her? What is the matter with her? She had a short throat. She has a short throat. What is wrong with him? What is wrong with him? He has a runny nose. He has a runny nose. And now you pay on the structure. Make your question and answer. With you, Miss Mary, his sister, your brother, your aunt, and her uncle. Now, number one, who can make question? Number one, who can make question? Who can make question? Raise your hand. Ai đặt được câu hỏi với câu một nào? Huyền Sang, make question. Who can answer? Ai có thể trả lời câu hỏi câu một nào? Phương Vy answer. Now, my question and answer. Number one. Phiên Trắng đặt câu hỏi nữa. Phương Vy trả lời nữa. What is matter with her? No, number one. Câu một cơ mà. Chủ ngữ có đầy đủ rồi. À, tấn ngữ có cho đầy đủ rồi. Đọc lại nào. Bức tranh số 1. Em không nhìn thấy à sao? Bên sao? Em không thấy tấn ngữ có ạ. Ơ? Sao không thấy tấn ngữ? À, Thảo Vy có nhìn thấy tấn ngữ không? Dạ có ạ. Số 1 là tấn ngữ là gì? Là díu. À đúng rồi, díu. Rồi bây giờ Thảo Vy đặt câu hỏi. Gia Phong trả lời nào. Dear teacher, what is the matter with you? He had a allergy. Hỏi díu mà trả lời hí à? Nó sao mà đúng được? Quên. Trả lời là quên quá.
I have a allergy. Allergy, allergy. Bắt đầu bằng nguyên âm em dùng ơ à? Mà lại. I have an allergy. I have an allergy. I have an allergy. What's the matter with you? I have an allergy. Now, number two. Number two. Đức Anh make question and Mai Nhi answer. What is the matter with Miss Mommy, Mary? She had a headache. Okay, what's the matter with Mary? She has a headache. Now, number three, his sister. Văn Mạnh make question and Bảo Trâm answer. What is wrong with his sister? She has spots. Yeah, she has spots. Không có ơ, vì spots ở đấy số nhiều. Thank you, good job. Now number four, your brother. Tiến Dung make question and Huyền Trang answer. What is the matter with your brother? He had a stomachache. He has a stomachache. Now number five. Your good job. Number five. Kim Tú make question and Khánh Linh answer. Kim Tú. Dạ, khi nào em đi thị đến câu mãi rồi có. Câu 5. Bây giờ câu 5. What is the matter with your aunt? Your aunt. Chuyển sang đại từ nhân xưng đi. Dạ. Aunt là cô thì bây giờ chuyển thành gì? She. Chủ ngữ phải là she. Yeah. Trả lời nó. She had a toothache. She had a toothache. Đã hỏi your aunt thì không trả lời your aunt mà trả lời my aunt hoặc là she. Yeah. Now number six. Number six. My link make question. And my link make question and Khánh answer. Yeah, teacher. What is the matter with her uncle? Her uncle. Khánh answer. Lê Khánh answer. He has a cough. Okay. Bây giờ mời tất cả các bạn chụp lại màn hình. Chụp lại màn hình. Về nhà, bài tập này chúng ta viết câu hỏi và câu trả lời đối với 6 bức tranh này cho cô làm bài tập về nhà. Rồi sau đó gửi Zalo riêng cho cô. Cô ơi, mà chụp được cô. Mà em đi mà chụp được. Không chụp được thì vào nhóm Zalo để em hỏi lại cô. Em chụp lại màn hình. Chụp lại màn hình. Rồi về nhà. Ôi em bối bị áo quá. Tẩy thêm mà nắng mà chụp cô. Để chị hay. Mới tẩy thêm mà nắng mà chụp. À rồi bạn nào mà không có
Mới tỉnh cũng biết cách chụp màn hình nhưng mà thôi được. Bạn nào mà không có điện thoại thì không có điện thoại chụp màn hình đi, các bạn vào nhóm để lại nhá, cô chụp cho đấy đấy nhá. Cô gửi cho em hỏi lại đây cô. Cái gì hay? Dạ. Em với biểu cô. Đề là chụp lại màn hình. Chụp lại màn hình về các cái tình huống trên, đặt câu hỏi và câu trả lời đối với về sức khỏe dựa vào cấu trúc trên. Không cho luôn. Đây, cô gửi lên đây tên rồi đấy. Nên chúng ta viết. Cô gửi. And now we play the role. Read the dialogue. Before you read, I read the dialogue. I am with a student read the dialogue. Mời một bạn cùng với cô đọc mẫu cái bài hội thoại trên nào. Who is B? Who is B? Ai đọc nhân vật B này? Dạ cô ơi, cô đưa lại cái màn hình cái nào cho em chụp thì cô. Cô gửi trong nhóm rồi. Đây, em chụp bằng máy tính thì mà em ăn luôn cô ạ. Cô gửi trong nhóm đấy. Em mở Zalo ra nó coi. Nha. Rồi. Bảo Trâm, is your B? I am A. Hello, Nam. Nice to meet you. Hi, Hoa. Nice to meet you too. Did you go to school yesterday? No, I didn't. What was the matter with you? I had a flu. How do you feel now? I feel better. You should go to the doctor to have a medical checkup. Thank you, I will. Goodbye, see you later. Bye. Okay. Thì chúng ta sẽ tạo tình huống để hỏi về cái vấn đề sức khỏe. Xin chào Nam, rất vui được gặp bạn. Xin chào Hoa, mình cũng rất vui được gặp bạn. Thế hôm qua hôm qua bạn không đến trường phải không? Mình không đến trường. Bạn có vấn đề gì đấy? Mình bị cảm. Và ở đây là hỏi cái câu hỏi này ở quá khứ nên ta trả lời had. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào rồi? Mình cảm thấy khỏe hơn. Bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Cảm ơn bạn, mình sẽ đi. Tạm biệt, hẹn gặp bạn lại sau. Ở cái chỗ cái chữ màu đỏ thì các bạn có thể thay cái cấu trúc, thay từ, có thể thay từ, thay thứ nhất là thay thời điểm này, thứ hai là thay cái từ để hỏi về căn bệnh này, thứ ba là thay từ để hỏi về trả lời về căn bệnh này, thứ tư là về cảm thấy feel better thì có thể là feel okay, hoặc là feel tired, hoặc là feel more tired, and so on. Đấy, nói thế nào cũng được. You should, bạn nên làm gì? Ví dụ thì ta có thể đổi tình huống. Ví dụ you should do exercise regularly, tập thể dục thường xuyên. Hoặc đau răng thì nói là you should go to the dentist, bạn nên đến bác sĩ, vân vân. Đấy, tùy chúng ta để thay đổi. Rồi, vậy bây giờ tiếp theo mời. Dạ cô ơi, cô. Con sai chỗ cái lớp có lũ nó xuống nhiều, không thể bỏ ở trường nặng đây cô có. À rồi, đó nó không bỏ vào trong trường, bỏ dơ là được nhá. Bỏ dơ flu. Cảm cùm flu. Có sách theo vẫn dùng vẫn bình thường. Cái đoàn nó không vấn đề gì nhá. Giờ flu. Chứ không để flu bình nữa. Rồi, mời một bạn đóng nhân vật B nào. Ai đóng nhân vật B nào? Là Trịnh Minh nhá. Là Trịnh Minh. Mời bạn Gia Phong đóng nhân vật B. Mời bạn Sang đóng nhân vật A. Sang Phai. Rồi, bây giờ hai bạn cùng làm bài học bài. Hello Phong, nice to meet you. Hi Sang, nice to meet you too. Did you go to school yesterday? No, I didn't. What the matter with you? I had a stomach ache. Stomach ache. What do you feel now? I feel tired.
Good. You school go to the doctor. You should go to the doctor. To have a medical check-up. Thank you. I will. Goodbye. See you later. Bye. Okay. Các bạn có thể thay thế nhé. Thay thế càng nhiều càng tốt. Thì ví dụ như bạn này đang nói là Phóng nói là mình bị đau bụng, đau mệt thì có thể nói là you should take some medicine. Medicine. Medicine là thuốc. You should take some medicine. Bạn có thể uống thêm một ít thuốc. Now who can play the role A? Ai đọc được nhân vật A nào? Play the role A. Tiện dùng is A. Who can play the role B? B. B. Huyền Trang is a B. Hello, Sang. Nice to meet you. Hi, Yung. Nice to meet you too. Did you go to school yesterday? No, I didn't. What was the matter with you? I had a runny nose. How do you feel now? I feel better. You should go to the doctor to have a medical checkup. Thank you. I will. Goodbye. See you later. Bye. Okay, good job. Rồi, đọc tốt rồi nhưng mà cái sự thay thế là con ít, đúng không? Chỉ mới thay thế được cái chỗ là a runny nose và tém thôi. Con nữa chưa thay thế được nhiều lắm. Now play the role A. Lê Khánh is A. Mai Nhi is B. Ai mà được rồi thì chúng ta hạ tay xuống để cơ hội bàn phát nhá. Hello Nam, nice to meet you. Nam à? Hello, gì bạn gì? Mai Nhi. Yeah. Hello Nhi, nice to meet you. Hi Khánh, nice to meet you too. Did you go to school yesterday? No, I didn't. What was the matter with you? I had a headache. How do you feel now? I feel more tired. Good job. You should go to the doctor to have a medical checkup. Thank you, I will. Goodbye, see you later. Bye. Okay, thank you. Ở cái chỗ câu hỏi thì what was the matter with you? Thì bạn này đã nói rồi thì bạn kia sẽ nói lại câu khác, đúng không? Tất có hai câu trúc hỏi cơ mà. Nào Bảo Trâm, is A. Nào B, who can make question B? B. Kim Tú. Thảo Vy is a B. Bảo Trâm. Hello V, nice to meet you. Hi Trâm, nice to meet you too. Did you go into school yesterday? No, I didn't. What is wrong with you? I had fever. Good. How do you feel now? I feel tired. Good. You should go to hospital. Good. Meet a doctor. Good. Thank you. I will. Goodbye. See you later. Bye. Okay. Very good. Rồi hai bạn đã trả lời đã làm bài hội thoại rất tốt. Ví dụ ở chỗ what was the matter with you thì đã hỏi là what was wrong with you? I had a
I had a fever. Đấy, bạn đã xem được trong video và tìm được cái từ, nghe được cái từ fever. I had a fever. Rồi, rồi là more tired. Họ nói là you should go to the hospital and meet doctor. Rất là hay. Đấy, mình thay đổi cho nó linh hoạt. Mình nghĩ nó mình thay đổi như thế. Nha. Yeah. Now, who is A? A. Tim tụ is A. Now B, who is B? B. B. Huyền Trang, EB. Huyền Trang, EB. Hello Trang, nice to meet you. Hi to, nice to meet you too. Did you go to school yesterday? No, I didn't. What was the matter with you? I had a headache. How do you feel now? I feel comfortable. Okay. You should go to the doctor to have a medical checkup. Thank you, I will. Goodbye, see you later. Bye. Okay, good job. Trang chú ý, Hiên Trắng thì đã có sự sáng tạo trong đó rồi. Tuy nhiên cái từ headache không đọc, phải đọc là headache, không phải đọc là headache. Headache, I have a headache. Mời tất cả các bạn chụp lại màn hình để về chúng ta làm lại bài này với thay đổi ở chỗ chữ màu đỏ cho cô. Theo cái sự suy nghĩ của mình. Yeah. Làm lại bài hội thoại. Hôm sau cô cũng sẽ gọi các bạn để đứng dậy trả lời, để làm bài hội thoại với nhau. Cô gửi cái bài này đến chỗ nhóm rồi, mà nào không chụp được thì lên nhóm để lấy nhé. Và sau khi chúng ta làm xong thì tập đóng vai A và B để hỏi và trả lời với có thể là anh em bạn bè, rồi là bạn với của mình cũng được, các bạn với nhau cũng được, tự động với nhau. Thì hôm sau cô hỏi là các bạn, cô gọi đến các bạn đứng dậy có thể trả lời và thay thế nhé. Thay thế hoàn toàn những cái chữ màu đỏ đó nói cho cô nè, kể cả từ yesterday cũng thay thế. Bây giờ nếu thay thế yesterday thì nói là last Sunday, last Monday, last Tuesday, chủ nhật trước, thứ ba trước, thứ hai trước, thứ tư trước, hoặc là ba ngày trước. Tại sao bạn không đi học? Đấy, chứ không phải nhất thiết là hôm qua đó. Ta thay thế được cả từ đó luôn. And our lesson end here. There are three content you should remember. The first, you should remember on the vocabulary. The second, you should remember about the structure of asking and answering about the health. And the last, you should remember the role play or communication. Bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ ba phần. Phần thứ nhất là từ vựng về chủ đề sức khỏe. Phần thứ hai đó là cấu trúc hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe. Và phần thứ ba chúng ta cần ghi nhớ đó là cái giao tiếp hàng ngày. Sử dụng cấu trúc hàng ngày để hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe. Đó. Ờ, Phương Vy cô không thể. Có chứ, phải chứ. Cô vẫn gọi rồi, Phương Vy. Rồi, thì về nhà chúng ta học cả cái phần đó cho cô. Rồi, sau buổi học bạn nào có ý kiến gì? Tất cả hạ tay xuống nhá. Bạn nào có ý kiến gì thì giơ tay lên cho xem nào. Bất kỳ ý kiến gì, phát biểu cảm nghĩ về buổi học hay là có ý kiến gì thì chúng ta giơ tay để mà nói với cô, trình bày với cô và cả lớp. Vậy là không bạn nào có ý kiến gì cả. Tại cái thời điểm này, cái hôm mà cô cho các bạn bình chọn ấy, thì cô thấy cũng nhiều bạn là muốn học trực tiếp. Nhưng tại thời điểm này thì vẫn chưa thể học trực tiếp các bạn nhé. Với hai lý do. Lý do thứ nhất đó là vẫn đang còn tiềm ẩn vì nguy cơ dịch bệnh rất là cao. Nên là lỡ mà chúng ta đi một cái mà điện thoại truyền gì xảy ra là cô gánh không nổi đâu các bạn ạ. Ở Vĩnh hôm qua là hôm qua đến nay là đã có 3 ca cộng đồng rồi. Nên là ở nhà là an toàn nhất.
Rồi thứ hai nữa là cái dịp này, cái buổi chập tối là cô cũng chưa thể đi dài được. Đấy, có đi dài thì khoảng 6 tháng 11, 12 thì có thể cô mới đi được. Nên là mà dài mà bây giờ đi cái buổi 7 giờ đến 9 giờ thì rất cô đã kiếm đi buổi đó vào buổi đêm. Nên là ta vẫn tiếp tục học trực tuyến. Rồi tí nữa cô sẽ cho bình chọn, đó là một tuần nên học một buổi hay hai buổi, để sau đó chúng ta thống nhất cô sẽ lịch tuần tới nhé. Ok, goodbye, see you again. À, có cái phần bài tập về nhà. Bài tập về nhà là cô giáo trong live worksheet nhé. Phần bài tập về nhà là chủ đề về sức khỏe, cô sẽ giáo 2 đến 3 bài tập, các bạn mở trong đó. Sau buổi một cái là cô giao ngay luôn, các bạn mở trong đó để làm. Làm sao mà đến buổi tiếp theo cô mở ra là chậm là đầy đủ xong rồi. Ok, goodbye, see you again. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. See you again.